ジックスタート。ポポポベイビーカムオブアイドンケアピーポーファインアウト。Ishida từng là một chàng trai hiếu động, nhưng tại sao cậu lại quyết định tự tử? Ta hãy cùng quay lại câu chuyện lúc nhỏ của cậu ấy nào. Hôm nay lớp Ishida có một bạn mới đến nhập học, nhưng không hiểu sao thầy phải nhắc đến lần thứ hai thì Nishimi ra mới tự giới thiệu mình. Thì ra cô ấy là một đứa trẻ bị khiếm thính từ nhỏ. Để nói chuyện với cô ấy, mọi người phải ghi những điều mình nói lên cuốn sổ này. Những ngày đầu mọi chuyện rất bình thường, cho đến khi buổi thanh nhạc bắt đầu. Vì không thể kiểm soát được giọng nói của mình nên có lẽ Nishimi ra đã làm hỏng bét buổi hòa nhạc sắp tới của lớp. Từ đó mọi người bắt đầu dần xa lánh Nishimiza, và người ghét cô ấy nhất đó chính là Ishida, và cậu sẽ chẳng bao giờ làm bạn với một người như Nishimiza cả. Hôm nay thầy giáo đã mời một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu đến, nhưng chỉ có duy nhất Saaza là đồng ý học thứ ngôn ngữ đó. Niềm vui nho nhỏ của Nishimiza chưa kéo dài được bao lâu thì Saaza chuyển đi mất. Mọi người nghĩ chính Nishimiza là nguyên nhân họ mất đi một người bạn, nên nhóm của Ishida ra sức bày đủ trò để trêu chọc Nishimiza, và đỉnh điểm của việc ấy là chúng đã lấy đi không ít tai trở thính cùng Miza mà không biết giá trị của nó lớn tới cỡ nào. Hành động đấy chỉ dừng lại kể từ khi Ishida khiến tai của Miza chảy máu, nhưng thật lạ sau bao việc như vậy Miza lại xin lỗi Ishida và muốn làm bạn với cậu. Đáp lại sự chân thành của Miza là sự lạnh lùng của Ishida. Thật ghê tởm, đời nào tôi lại đi làm bạn với một người như cậu chứ. Sau lời từ chối đó, cuộc sống của Ishida bắt đầu thay đổi. Sau khi mất quá nhiều tai trợ thính thì mẹ Nishimiza đã gọi điện cho nhà trường. Khi nghe thầy hỏi ai là người đã làm chuyện đó thì mọi người đều hướng mắt về phía Ishida. Những đứa bạn cùng bắt nạt Miza chung với Ishida giờ lại trở mặt đổ hết tội lên đầu cậu. Tình bạn đã chấm dứt từ đây, một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác giờ lại là kẻ bị bắt nạt ngược lại. Nhìn số tiền tích góp của mẹ mang đi bồi thường cho Miza, Ishida không thể tin nổi những việc mình làm lại gây ra hậu quả lớn đến như vậy. Càng nhìn vẻ mặt đó, Ishida càng thấy tức. Mọi chuyện tồi tệ của cậu đều do Nishimiza mà ra. Từ khi Nishimiza tới đây, cuộc sống của cậu không ngày nào được yên cả. Mày làm gì bạn của tao đấy, đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt ngoan hiền đó ra nữa, chính mày đã đảo lộn cuộc sống của tao đấy. Nishimiza cũng vậy, nhưng muốn bung hết nỗi lòng của mình ra, cô ấy ghì chặt Ishida xuống đất như muốn nói tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Ishida lại không thể nghe hiểu Nishimiza nói gì cả. Cuối cùng thì Nishimiza cũng quyết định chuyển trường. Ishida thì ngày càng sống khép mình lại cho tới khi lên cấp 3. Thật bất ngờ ở đây tình cờ cậu lại gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ishida cái là Nishimiza liền chạy đi, có lẽ do Miza vẫn còn ám ảnh về những việc Ishida đã làm với mình lúc nhỏ. Đuổi theo Miza, giờ tôi đã khác rồi, cái này có phải của cậu không, tôi muốn trả lại nó cho cậu. Này Miza, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ? Nghe xong câu đó, nước mắt của Miza đã rơi. Không ngờ lại có một ngày Ishida lại muốn làm bạn với mình. Có thể đây là việc làm dũng cảm nhất của cậu từ trước tới giờ, và đây cũng là việc cậu muốn làm nhất trước lúc ra đi. Sau khi bán hết đồ để trả lại món nợ cho mẹ, Ishida đã quyết định đi tự tử. Có lẽ là do cậu vẫn còn ám ảnh về những gì mình đã làm với Nishimiza lúc nhỏ, và bị cô lập là cái giá cậu phải trả cho những việc mình đã làm. Thật may là cậu đã được người đi đường cứu sống, không là hết phim luôn rồi. Không muốn con mình làm những chuyện ngu ngốc như này nữa, mẹ Ishida bắt cậu hứa sẽ không bao giờ được làm như thế nữa, nếu không số tiền này sẽ bốc hơi hết. Nhưng với một bà mẹ hậu đậu như thế thì có hứa hay không hứa thì nó cũng bốc hơi hết mà thôi. Đến ngôi trường mình đang theo học nó thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cậu chưa từng nhìn thẳng vào mặt của bất kỳ ai cả, nó cứ như một tấm màn vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài vậy. Đang đi tới lớp học thì Ishida gặp một người khá quen, nhưng cậu lại không nhớ tên đó là ai. Thấy cậu ta đang bị bắt nạt, Ishida liền tới giúp. Này cậu đừng lấy xe của cậu ta, lấy xe tôi mà đi. Ú đà cậu tốt bụng dữ, và kể từ đó thay vì đi học bằng xe đạp, cậu phải đi bộ tới trường. Đang định tới nói chuyện rồi rủ Nishimiza đi cho cá ăn thì bị một thằng nhóc ngăn lại. Cái xể mi, à chị ấy không có ở đây, đi về dùng cái đi. Đang thần thờ nghĩ sao số mình đen thế thì một giọng nói vang lên. Tìm thấy cậu rồi, xe đạp của cậu này tớ tìm thấy nó rồi này. Thằng này là thằng quái nào vậy nhỉ, Ishida tự hỏi, và kể từ khoảnh khắc đó dường như Ishida đã có thêm một người bạn thực sự. Lớp rào chắn vô hình đã được gỡ bỏ. Thì ra cậu ấy không hề xa lạ gì với Ishida cả, cậu ta chính là cậu bạn đã ngồi sau Ishida trong mấy năm qua mà Ishida không hề để ý. Kể từ đó trở đi hai người cứ dính nhau như sam vậy. Suka cũng chỉ chờ Ishida biết tình bạn thực sự là như thế nào, nó chả liên quan tới việc cậu có đủ tư cách hay không. Nghe được câu đó, Ishida tiếp tục tới chỗ Miza để rủ cô đi cho cá ăn, nhưng khi nghe Juju nói mình là bạn trai của Miza thì méo hiểu sao chiếc bánh mì trên tay của Ishida lại rơi xuống đất. Đang định rút lui thì Suka bước tới, bạn tôi chỉ muốn gặp Miza thôi biết không hả. Sau vài câu chuyện nhau thì hai người họ lao vào nhau, và cũng nhờ thế mà một lần nữa Ishida nhìn được ánh mắt đó, nhưng khi vừa nhìn được nó thì cậu liền chạy đi.
đuổi theo Ishida, cậu nói cậu đã tìm kiếm định nghĩa của hai từ bạn bè trong suốt mấy tuần vừa qua, nhưng khi tìm thấy nó rồi cậu lại không dám đối mặt với nó. Misa mở quyển vừa hồi nhỏ ra, cô ấy muốn nói gì đó nhưng khi Ishida muốn xem thì Misa lại không cho. Quyển vừa rơi xuống nước, Misa liền nhảy xuống để cứu Misa, Ishida cũng nhảy theo, nhưng thật may mực nước ở đây khá là thấp nên hai người không sao cả. Tối đó Juju quyết định đăng tấm ảnh Ishida nhảy cầu cho toàn trường biết, nhờ thế mà Ishida bị đình chỉ học mất mấy ngày. Đang đón con cháu về thì Ishida tình cờ gặp được Juju, biết được Juju là người đăng ảnh của mình lên, nhưng Ishida chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Ngay khi Ishida vừa rời đi thì Juju liền ngất lịm đi, có vẻ cả ngày nay cậu chưa có gì vào bụng cả. Thấy thế Ishida liền đưa Juju về nhà mình, nhưng cũng ngay tối hôm đó Juju lại rời đi. Ishida đuổi theo và hỏi cậu bỏ nhà đi bụi hả? Không, tôi cãi nhau với Misa. Không sao đâu, đó là chuyện thường tình của các cặp đôi mà, Ishida nói. Đang đi thì đột nhiên Juju hỏi, này, anh là sao vậy? Đạo đức giả ư? Anh cảm thấy vui lắm khi biết cô ấy bị khiếm thính phải không? Và giờ anh đi học ngôn ngữ ký hiệu để thay đổi trở thành một người tốt hơn ư? Sau bao việc anh đã làm, anh thật đáng kinh tởm. Nghe xong câu đó, Ishida biết mọi chuyện mình làm vẫn chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm trước kia, nhưng ít nhất từ giờ tôi sẽ không làm cho Misa phải khóc bất cứ một lần nào nữa. Và dường như Juju đã cảm nhận thấy lòng chân thành đến từ Ishida nên con bé quyết định tiết lộ thân phận thật sự của mình cho Ishida biết. Hả, đùa hả má? Em là em gái của Misa hả? Nhưng ngay khi Juju vừa rời đi thì lập tức mẹ cô tiến tới và cho Ishida ăn ngay một tát mà không nghe cậu giải thích bất cứ một điều gì cả. Về nhà mẹ hai người nói hai người đừng làm bạn với tên đó nữa, nó không tốt lành gì đâu. Thứ ba lại đến, hai người cùng đến chỗ cũ. Này Misa, tớ mới mua điện thoại mới này, cậu có thích nhắn tin không? Cậu có từng nhắn tin với ai chưa? Saaza, Misa nói. Vậy là hành trình tìm lại những người bạn trước kia của hai người bắt đầu. Tiến đến chỗ Kawai xem cô có biết địa chỉ của Saaza ở đâu không thì hai người bắt đầu lên đường. Trước khi đi, thằng bạn thân không quên cho tiền Ishida để cậu thuê khách sạn. Trên chuyến tàu đó hai người vừa nhìn nhau vừa nhắn tin cho nhau, trông khá là tình tứ, có vẻ khoảng cách trước kia của họ đang dần được xóa nhòa đi. Đang tìm chỗ Saaza thì thật tình cờ họ lại gặp được nhau. Saaza khá bất ngờ khi thấy Misa lại đi cùng với Ishida. Hai người bạn cũ gặp nhau mà toàn nói chuyện phú với ngực làm Ishida ngại muốn chết nên cậu đã xin phép đi trước. Đang lang thang trên đường thì cậu lại gặp lại Unno. Giờ cô ấy đang là một nhân viên trong một quán cà phê mèo. Vì tò mò về nơi Unno làm việc, Ishida quyết định dẫn thẳng bạn thân đến đó chơi một bữa. Úi trời, cậu ta đến đây thật sao? Unno nghĩ, tưởng rằng sẽ có mấy em xinh tươi hóa trang thành mèo, nhưng không, xung quanh hai người toàn mèo làm mèo. Trong lúc hai người đang ngồi với mèo thì ở chỗ Misa tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Một bên tai của Misa đã hoàn toàn không nghe thấy gì. Đang định đi tới chỗ Misa thì đột nhiên Unno ngồi lên xe. Chào nhé, lâu quá không gặp, nhỏ kia là Misa hả? Vẫn cô độc như ngày nào nhỉ? Này Ishida, có phải cậu ghét tớ lắm phải không? Đáng lẽ tớ phải nói chuyện với cậu nhiều hơn mới đúng. Xin lỗi về chuyện hồi tiểu học nhé. Cái túi kia là ở chỗ làm thêm của tớ mà, sao cô ta lại có nó chứ? Thật gớm quá đi. Cái đó tớ tặng đấy, Ishida nói. Định lấy tai nghe của Misa như lúc nhỏ nữa nhưng bị Ishida ngăn lại. Cậu đùa hả? Giờ cậu nhạt nhẽo thế. Hai cậu đang hẹn hò hả? Thật nực cười làm bạn với một người từng bị cậu bắt nạt sao? Chẳng thể hiểu nổi. Thấy tội lỗi hả Ishida? Thôi tạm biệt hai người nhé. Cứ ở lại chơi trò bạn bè với nhau đi. Một ngày mới lại tới, nhưng sao trông hôm nay Misa lạ quá? Sao hôm nay chị lại buộc tóc đuôi ngựa vậy? Như hiểu được chuyện gì đó, Juju liền nhắn tin cho Ishida đến chỗ cây cầu. Kia là Misa sao? Trông cô ấy đẹp quá. Đứng hình mất 5 giây thì hai người nhận ra nhau, nói chuyện với nhau một chút. Nhưng khi Ishida định đi mua bánh mì cho cá ăn thì Misa kéo xe cậu lại. Ngay sau đó Misa tặng cho Ishida một món quà. Cái gì đây nhỉ? Ishida tự hỏi. Quay lại thì thấy Misa đang muốn nói gì đó. Tớ thích cậu. Dù đã lấy hết can đảm để nói ra ba chữ đó nhưng Ishida lại nghe chả hiểu gì cả. Hả, mặt trăng hôm nay đẹp quá hả? Biết mình đã thất bại, Misa liền chạy đi để lại Ishida một mình ngơ ngác nhìn theo. Hả, mình nói sai gì sao? Chạy thật nhanh về nhà, Misa nói mình đã thất bại rồi. Chị đã tỏ tình với Ishida nhưng cậu ấy nghe không hiểu chị nói gì cả. Đang thần thờ nghĩ về chuyện hôm qua thì nghe nói Kawai cũng mới đổi kiểu tóc mới. Bất chợt nhớ đến Misa, Ishida liền hỏi, này Kawai, sao cậu lại thay đổi kiểu tóc vậy? Và chính câu hỏi bất ngờ đó đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa hai người. À, cũng không có gì đâu, thích thì đổi thôi, tớ là con gái mà. À mà này Ishida, Shiba cũng muốn làm bạn với cậu đấy. Ra ngoài bờ sông, Ishida hỏi, có phải anh đã làm sai gì rồi phải không? Sao Misa tránh mặt anh suốt thế? Bữa trước cô ấy có nói chăng chăng gì đó với anh rồi bỏ đi mất, anh chả hiểu chuyện gì cả. Nghe xong Juju không thể nhịn cười. Chăng chăng cái con khỉ gió gì chứ? Một thiếu nữ tặng quà cho anh rồi còn đỏ mặt khi nói ra câu đó thì chăng với sao gì ở đây nữa chứ anh? Tôi ơi, anh ngốc thật đấy. Muốn xem chị có giận anh hay không thì hẹn chị đi chơi một bữa thử xem sao.
Thật tình cờ trong buổi đi chơi đó không chỉ có nhóm của Ishida mà còn có sự góp mặt của Uno nữa. Sau khi chơi cùng đám bạn, Ishida đã nhận ra một điều gì đó, một điều mà cậu đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Mình có thể chơi vui như này sao? Tại sao mình cứ phải sống cô độc một mình hoài vậy chứ? Có vẻ thực sự mình đã có những người bạn của riêng mình rồi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Uno dẫn Ishida đến chỗ Shimada. Tưởng rằng hai người sẽ nói chuyện lại với nhau nhưng không, cậu vẫn không thể chấp nhận Shimada. Này Ishida, có lẽ không có sự xuất hiện của Misa thì tình bạn của chúng ta đã tốt hơn rồi phải không? Nói rồi Uno liền chạy tới chỗ Misa rồi rủ Misa chơi đu quay cùng mình. Về nhà hai người cùng xem lại hai người họ đã nói với nhau những gì. Mở đầu câu chuyện, Uno nói, thực ra tôi rất ghét cậu, từ lúc nhỏ cho tới hiện giờ. Từ khi cậu xuất hiện với quyển sổ kỳ quặc cùng nụ cười giả tạo thì tôi đã phát điên lên mỗi khi nhìn thấy chúng. Đụng chuyện là cậu lại xin lỗi. Chúng tôi đã làm đủ trò để cậu tránh xa chúng tôi ra nhưng cậu vẫn không buông tha cho chúng tôi. Không những thế, cậu còn trả đũa chúng tôi bằng cách bắt phụ huynh nữa chứ. Chính vì cậu mà bọn tôi mất đi nhiều thứ và rồi thậm chí Ishida và Shimada còn không làm lành với nhau được nữa. Dù bị mắng thậm tệ nhưng sau cùng Misa cũng chỉ có thể nói hai từ xin lỗi. Nghe xong cô ấy nó lại càng khiến Uno phát điên lên. Vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cậu chả thay đổi gì cả. Luôn luôn xin lỗi. Chúng tôi không cần lời xin lỗi từ cậu biết không hả? Đang đi thì đột nhiên Shiba hỏi, Ishida này, cậu có biết vụ Misa bị bắt nạt hồi nhỏ không? Tên đó thật không thể tha thứ nhỉ. Nghe xong Ishida liền đi tới chỗ Kawai và hỏi, cậu nói cho Shiba biết chuyện lúc nhỏ hả? Nghe xong như biết mọi chuyện đã bị lộ, Kawai liền hét toáng lên, hồi đó lỗi là do cậu mà, cậu chính là kẻ đã bắt nạt Misa mà. Ishida nhìn Kawai với ánh mắt thần thờ, không phải lúc đó cậu cũng nói xấu sau lưng Misa sao? Nghe xong Kawai phủ nhận ngay, cô chưa từng nói xấu Misa lần nào cả. Một lần nữa mọi người lại họp mặt tại cây cầu đó. Kawai nói nếu Ishida xin lỗi về những chuyện đã làm thì mọi người sẽ tha thứ cho cậu ấy. Nghe xong Uno liền đáp, chúng ta có quyền gì mà kết tội cho cậu ấy chứ? Không phải cậu cũng từng nói xấu Misa sao? Đúng không Saaza? Saaza thì chỉ đứng im và nói, lúc đó tớ đều sợ hai cậu. Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, tất cả là lỗi tại tôi. Uno, cậu đừng tự ý quyết định mọi chuyện nữa. Saaza, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy số phận mà thôi. Cả Kawai nữa, cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Suka định đến an ủi Ishida thì bị Ishida đuổi đi. Mọi người lần lượt rời đi, dường như khoảng cách của bọn họ đang dần cách xa hơn bao giờ hết. Này Misa, tuần sau là bắt đầu nghỉ hè rồi, cậu có định đi chơi đâu không? Đang hào hứng đến chỗ cũ nhưng đợi mãi mà không thấy Misa đến. Đang không biết nên nhắn gì cho Misa thì Ishida thấy ở dưới Juju đang khóc. Sao hôm nay em lại mặc đồ học sinh thế, đang nghỉ hè mà? Và khi tới trước nhà của Juju thì cậu đã hiểu tại sao con bé lại khóc. Bà của hai chị em đã mất vào tối hôm qua. Để giúp Misa vượt qua nỗi buồn mất bà, Ishida đã dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Trên chuyến tàu đó, những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu của Ishida. Có lẽ mọi bất hạnh của Misa là do mình. Làm thế nào để hàn gắn được mối quan hệ này lại đây? Sau một chuỗi ngày đi chơi bất tận thì Misa có một ý, sao cậu không đến phụ hai bọn tớ làm bánh sinh nhật cho mẹ tớ nhỉ? Nghe xong Ishida như muốn đứng hình luôn. Mẹ em có tát anh lần nữa không đấy? Sau khi làm bánh xong thì đến giai đoạn Ishida bị tra tấn. Nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của mẹ Misa, Ishida không dám hó hé một lời nào cả. Ăn sinh nhật mà cứ như bị tra tấn vậy, không chịu buông tha cho cậu. Juju còn đề nghị thứ ba tuần sau có bán pháo hoa anh có thể đi cùng gia đình em đấy. Dù hơi rén nhưng Ishida vẫn cố nhận lời. Nhìn lên bầu trời pháo hoa thật đẹp. Trong lúc chờ đợi pháo hoa tiếp theo, Ishida liền hỏi sinh nhật của Misa là ngày bao nhiêu, nhưng thật tiếc nó đã qua rồi. Thật tiếc nhỉ, nhưng cũng chúc mừng cậu đã qua tuổi 18 nhé. Năm sau nhất định chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu. Đợt pháo hoa tiếp theo đã tới, nhưng khi nó vừa tới thì Misa lại đứng dậy. Misa nói cô cần phải về nhà để làm bài tập. Định đưa Misa về nhà nhưng cô ấy không cần. Cùng lúc đó hai mẹ con Juju cũng trở về. Juju nhờ Ishida về nhà lấy giùm chiếc máy ảnh mà con bé để quên. Vừa lấy được chiếc máy ảnh thì khung cảnh ấy đập thẳng vào mắt Ishida. Misa, Misa cậu làm gì vậy? Có lẽ Misa đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mọi chuyện đều do cô mà ra, nếu cô không còn tồn tại nữa thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng? Cuối cùng thì Ishida cũng đến kịp, cậu đã nắm được cánh tay ấy. Nhìn vào vết sẹo mình đã gây ra, Ishida tự hỏi mình đã một lần xin lỗi cậu ấy chưa nhỉ? Cậu ấy có còn ghét mình nữa không nhỉ? Và ngay khi Misa quyết định sống tiếp thì Ishida đã cạn sức. Cảm giác này sao lại quen thuộc thế? Không lạnh lẽo như lần trước, lần này nó thật ấm áp. Chạy tới bệnh viện, hai mẹ con Juju xin lỗi về mọi chuyện vì đứa con gái ngốc nghếch của mình mà khiến Ishida thành ra như vậy. Biết bạn mình đang nguy kịch, Uno liền trút hết nỗi tức giận lên người Misa. Tại sao mày suốt ngày nghĩ mình là nữ chính yếu đuối vậy hả? Tự sát để coi đó như một lời xin lỗi hả? Tao đã nói với mày rồi còn gì? Chúng tao không cần lời xin lỗi từ mày biết không hả? Này Misa, mày đúng là điểm gỡ của bọn tao mà. Vừa nói xong thì lập tức Uno ăn ngay một tát đến từ mẹ của Misa. Hai người bắt đầu lao vào nhau không ai nhường ai cả. Hai người chỉ dừng lại khi
Thấy sự xuất hiện của mẹ Ishida tiến tới chỗ Misa, nhìn lên khuôn mặt ấy Misa không thể làm gì hơn ngoài hai từ xin lỗi, cháu xin lỗi, kèm với đó là tiếng khóc đến xé lòng. Có lẽ những giọt nước mắt này đã quá muộn, nhưng nó đã khiến một con người thức tỉnh. Đi tới chỗ Ishida định vào thăm cậu ấy thì bị Uno ngăn lại. Suka muốn giúp lắm nhưng cửa đã bị khóa. Ở đây Misa quyết định sẽ sửa chữa lại những gì mà cô ấy đã làm hỏng, gắn kết mọi người lại một lần nữa. Misa quyết định đi tới gặp từng người một để nói chuyện. Kawai đã đồng ý không nhắc lại chuyện trước kia nữa. Ai cũng vậy mà, ta luôn phải tiến về phía trước chứ. Saza cũng vậy, cô ấy không còn trốn tránh mọi việc nữa. Lần tới khi Ishida tỉnh dậy, nhất định hai người sẽ nói chuyện với nhau. Và thử thách thực sự chỉ đến với Misa khi cô tiến tới thuyết phục Uno trở lại và làm hòa với mọi người. Ngay tối hôm đó đang ngủ thì đột nhiên Misa tỉnh dậy rồi chạy thật nhanh ra cây cầu đó. Như cảm nhận được điều gì đó, Misa hét lên trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó Ishida cũng đã tỉnh dậy. Dù đang bị thương nhưng cậu biết ở nơi đó vẫn có người đang chờ cậu. Đúng như vậy, trước mặt cậu là Misa. Misa ngước nhìn Ishida và dường như cô không còn tin vào mắt mình nữa. Có vẻ Misa vẫn chưa tin đây là sự thật. Ishida ngồi xuống và bắt đầu nói lời xin lỗi. Đây là lời xin lỗi chính thức của tớ dành cho cậu đấy. Cả những việc trước kia cũng như cả ở hiện tại nữa. Không phải đâu, mọi chuyện đều do tớ mới đúng. Vì tớ không chịu thay đổi nên mới khiến cậu bị ngã. Vì tớ, nếu tớ không tồn tại thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rồi. Này Misa, tớ cũng từng có suy nghĩ giống như cậu vậy đó, nhưng thực sự điều đó không đáng để ta lựa chọn cái chết đâu. Hiện tại tớ cũng muốn xin lỗi mọi người nữa. Vì vậy Misa, cậu hãy giúp tớ sống tiếp nhé. Hai chúng ta hãy cùng nhau sống tiếp được chứ. Đi tới nói chuyện với Uno, dù sao bao chuyện đã xảy ra thì Uno vẫn rất ghét Misa. À mà lần trước người đã cứu cậu dưới sông lên là Mada và Hiroshi đấy. Họ nói là tớ không được nói cho cậu, nhưng chuyện này thì có gì đâu mà phải giấu cơ chứ. Mà thôi, tớ phải về đây, sống tốt nhé. Trở về nhà sau, mọi chuyện có vẻ nó đã gắn kết hai nhà hơn bao giờ hết. Bước lên phòng, Juju quyết định con bé sẽ đi học lại và còn khoe những bức ảnh của mình đã được đăng lên tạp chí của thành phố nữa. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, mai sẽ là buổi tựu trường bắt đầu cho một năm học mới. Có vẻ Ishida rất háo hức được gặp lại mọi người, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Ishida mà thôi. Chứ khi đến trường vừa nghe được những lời bàn tán về mình thì Ishida lập tức thu mình lại. Cậu không thể nhìn thẳng vào mặt của người khác, nhưng khi gặp mặt được mọi người thì suy nghĩ của Ishida bắt đầu thay đổi. Trong lúc Ishida bất tỉnh, mọi người đã cố gấp 1.000 con hạc giấy cho cậu. Dù chưa đủ nhưng thật may cậu đã tỉnh dậy. Không chỉ có Kawai mà cả Uno cùng Saaza cũng đến. Mọi người đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện và trở về làm bạn như trước kia. Nhưng dù có như thế nào thì tôi vẫn rất ghét cậu biết không, hả đồ ngốc. Dù miệng nói thế thôi nhưng Uno lại đang dùng chính ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với Misa. Này, mọi người cùng nhau đi tham quan lễ hội chứ. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, thế giới quan của Ishida cũng dần thay đổi. Giờ đây cậu đã có thể ngước nhìn khuôn mặt của mọi người, trông họ thật xinh đẹp, nước mắt của sự hạnh phúc đã rơi. Sao bấy lâu nay mình không nhận ra điều đó sớm hơn cơ chứ? Sao mình cứ mãi nhốt mình trong vỏ bọc của sự sợ hãi vậy cơ chứ? Thế giới này thật đẹp, phải cố mà tận hưởng trước khi nó quá muộn. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye!